Anh Khoa và những người thực hiện chương trình rất vui đang cùng gặp lại các khán giả của Chắc Với Sao. Mỗi tuần một nhân vật, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một nhân vật tin chắc rằng là sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Vì chúng ta được gặp lại anh sau một khoảng thời gian không khá lâu. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chàng ca sĩ được mọi người mệnh danh là người đàn ông hát tình ca. Xin giới thiệu với tất cả quý vị, khách mời lần này, nam ca sĩ Quang Dũng. Lần đầu tiên cho phép Quang Dũng xin được gửi lời chào đến khán thính giả. Chào anh Khoa. Quang Dũng hy vọng là trong ngày hôm nay sẽ có một cuộc trò chuyện cùng với anh Khoa, cũng như là chia sẻ vui cùng với khán thính giả trên một tinh thần vui vẻ và rất là gần gũi. Thường một ngày của anh thì bắt đầu vào lúc mấy giờ ạ? Thường thì đối với một người ca sĩ thì những đêm mà đi hát thì ngày hôm sau sẽ ngủ muộn hơn. Còn những đêm mà không có chương trình thì sắp xếp được mọi việc để mà dậy sớm để mà lo công việc, cũng như ngày hôm nay khi mà đến phim trường mà quay chương trình này. Giờ gần đây có thấy đối với nghệ sĩ nói chung hay là đối với các ca sĩ của chúng ta thì có một cái điều là cái việc đi lại di chuyển khá nhiều, cho nên cứ mỗi lần mà đi rồi về như vậy, nhất là khi mà phải vừa quay về Việt Nam nữa, thì cái việc mà thay đổi cái múi giờ nè, rồi giờ giấc sinh hoạt có làm mình thay đổi nhiều trong cái cơ thể mình và có cảm thấy là khó khăn hay không anh ạ? Theo Quang Dũng thấy thì đúng là nhiều khi người nghệ sĩ đi diễn xa, nhiều khi tuần này thì ở bên hải ngoại và tuần sau thì khi trình diễn ở Việt Nam, thì cái sự thay đổi nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Chính vì vậy mà không biết những người bạn đồng nghiệp của mình như thế nào, chính vì Quang Dũng là không mập nổi là như vậy. Nói vậy nhưng mà Quang Dũng thấy là cái sự thay đổi giờ giấc đôi khi làm cho cái thần thái của mình nhiều khi mệt mỏi. Nhưng mà nhiều khi đối với người ca sĩ, khi mà cái sự mệt mỏi, mình đang bị mệt mỏi, nhưng mà khi đứng ở sân khấu thì cái sự thương mến của khán giả nó làm cho mình quên đi những cái nhọc nhằn. Và trong năm nay, nếu mà nói hẳn anh im lặng thì cũng không phải, nhưng để có những cái hoạt động ồn ào như những năm trước đây, những năm mà liên tục với những live show, rồi một năm có 2-3 album thì cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà thật ra so với cái tiếp người và cái tính cách của anh á, thì không biết là bản thân anh đến giờ phút này thì anh nghĩ mình thuộc cái trường phái nào? Bởi vì thật sự cái con người đàn ông trẻ trung ở trong mình, ở cái lứa tuổi như anh thì Quang nghĩ là vẫn có. Nhưng mà rồi cái tính cách thăng trầm của anh nữa thì lại dễ cho thấy là đó là một cái sự mâu thuẫn. Cảm ơn anh Khoa. Phải nói là trong năm vừa qua, trong 1-2 năm vừa qua thì trước tiên là cái mặt bằng âm nhạc, yeah, nó có quá nhiều những sự thay đổi, được chia thành rất là nhiều màu sắc. Chính vì nhiều màu sắc, mọi người cứ nghĩ nhiều màu sắc là sẽ phong phú, yeah, nhưng mà nhiều màu sắc ở đây mới thấy cho mọi người thấy là nó không có đâu vào đâu hết, nó không có nằm ở một cái điểm nào mà để người ta nhắc đến. Chính vì điều đó mà những người thực hiện chương trình, những người biên tập của chương trình cũng cảm thấy rất là khó khăn khi mà thực hiện một chương trình chọn ca sĩ, chọn bài hát, vì nó quá nhiều những cái mà nó mông lung như vậy thì người ta không có cố định được một cái cấu trúc chương trình chặt chẽ. Yeah. Từ trước kia thì khi mà thực hiện một chương trình, khi mà biên tập một chương trình thì có sự mở đầu và sự kết thúc, nó có như một câu chuyện đồng nhất với nhau. Thì bây giờ là cái câu chuyện đó người ta không biết là phải nói lên cái điều gì để người ta hiểu thông suốt. Dạ, đúng rồi. Chương trình. Yeah. Chính vì điều đó mà trong 2 năm vừa qua thì Dũng có ít thực hiện những cái chương trình cho riêng mình như cách đây mấy năm trước. Thì nhưng mà ông Dũng vẫn dành một điều gì đó cho quê hương của mình khi mà thực hiện live show Ngày Nữa Để Yêu Thương tại Quy Nhơn. Anh vừa nhắc cho các khán giả nhớ đến những cái thông tin khi mà truyền thông đưa tin là cái live show của anh, mặc dù làm ở một cái quy mô là vừa vặn thôi, nhưng mà để dành tặng cho nơi đã sinh ra và đã lớn lên. Thế thì lại nhắc đến cái miền đất biển Quy Nhơn một cái cách cụ thể hơn, anh có thể chia sẻ về cái mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa
Quang Dũng và Quy Nhơn hay không ạ? Dũng nghĩ thì ai cũng có cho mình một cái quê hương. Cái điều đó là một cái là cái nơi đó là cái nôi để mà nuôi cho mình về con người, về tính cách và về cái đời sống của mình nữa. Thì trong những năm qua thì con Dũng từ khi mà rời quê hương của mình là mười mấy năm mà mới trở lại thực hiện cái chương trình live show Ngày Nữa Để Yêu Thương. Thì là một chương trình mà như là một cái ước mơ của mình khi mà mình thực hiện được cái đêm nhạc như vậy. Và khi mà chương trình được bắt đầu cũng như cái giây phút mở màn của chương trình được bắt đầu thì mình cảm thấy là mình có được cái ước mơ. Và mình thấy là đúng là không có cái nơi nào mà dành cho mình nhiều cái cảm xúc bằng khi mình đứng trên cái quê hương của mình. Thì khi mà thực hiện như vậy thì con Dũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Cách đây không lâu thì có dịp xem một vài đoạn tư liệu về anh khi mà có một cái chương trình phát họa anh đi những cái bước chân ở trên cái bờ biển Quy Nhơn đó. Chắc có lẽ anh Quang nghĩ là bản thân anh khi mà xem lại thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Thế thì cũng biết là ở cái thời điểm đó thì đã bao lâu rồi anh không có dạo bước ở trên biển khi mà có dịp quay về Quy Nhơn? Hình như là gần mười mấy năm. Wow. Từ ngày vào Sài Gòn. Cho nên khi mà thực hiện những cái đoạn video cho cái chương trình cũng như là mình nói về những cái cảm xúc của mình khi mà đứng trước biển, khi mà đi lại những con đường tuổi thơ của mình, khi mà mình tìm lại những cái hình ảnh, những cái nơi chốn mà mình đã có được những cái kỷ niệm ở đó, thì phải nói là mình không ngờ đến những cái giây phút mà mình có được nó cái sự lung linh của cái cảm xúc như vậy. Cho nên điều đó Quang Dũng cùng với anh Phạm Hồng Nam cũng như anh Đoàn Văn Tuấn cảm thấy khi thực hiện xong chương trình đó, mọi người có như nhìn nhau mà không nói, rất là im lặng trong cái phòng dựng như vậy. Thì mới thấy được cái cảm xúc của mình, cảm xúc của người đạo diễn. Trong cái nắng gió hôm nay, tôi như tìm thấy sự yêu thương đến thật gần, mà đôi khi tôi đã từng hoang mang lo sợ. Ở đây, đất trời hiền hòa, lòng người bao dung, đã cho tôi sự tự hào, kiêu hãnh về Quy Nhơn, quê hương của mình. Vậy còn gì quý báu và hạnh phúc hơn khi hoài bão của mình đã trở thành hiện thực? Những bài hát là những câu chuyện kể về con người, về quê hương của tôi. Như chiếc nôi đã nuôi dưỡng tâm hồn mình và đông đưa giọng hát theo nhịp thở của biển. Trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Có những lúc anh giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây vàng ngô như con ai và ngơ ngác
còn anh thì ngu và ngơ. Cũng có lúc khi này khi khác, đời làn đôi bàn tay, chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngát, nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Trả lại tôi phố cũ ngày xưa, trả lại tôi gác ấm chiều mưa, mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa. Nếu như ngày ơi, một trong hai ta biết nghĩ, thì bây giờ ta sẽ mất nhau. Nói về những cái tháng ngày tuổi thơ của anh, hay là cái nơi bắt đầu của một cuộc đời đã cho anh, hay là đã góp phần để có một Quang Dũng của âm nhạc ngày hôm nay, thì về góc độ của cá nhân anh chia sẻ như thế nào? Có lẽ là âm nhạc thì là một cái điều mà đã nuôi lớn Dũng từ lúc tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Và khi mà đến với con đường âm nhạc, đến với cái con đường ca hát, thì Quang Dũng lúc đầu cũng rất là mơ hồ, không nghĩ mình là một ca sĩ. Lúc còn nhỏ thì mình hát bằng cái sự đam mê của mình. Yeah. Và khi mình trình diễn, lần đầu tiên mình trình diễn trên sân khấu, mình cũng nghĩ là một cái gì đó mình thỏa được một cái ước mơ khi mà mình được đứng trên sân khấu, mình được có được ánh đèn của sân khấu. Thế nên và những tháng ngày tiếp theo, tự nhiên mỗi ngày trôi qua rồi những tháng trôi qua, mình cứ làm bằng cái khả năng là người thích hát, người thích tham gia những văn nghệ. Và lần cái ngày đầu tiên mà trình diễn trên sân khấu của Sài Gòn, thì mình mới nghĩ một điều là đây là một cái con đường chuyên nghiệp. Và chính vì mình có cái khái niệm chuyên nghiệp thì mình phải học hỏi, mình phải có một cái chương trình học chuyên nghiệp hẳn hoi từ lúc đó. Và nếu mà nhắc lại đến những cái quãng đường để mà anh có được ngày hôm nay, thì có lẽ là đã quá thừa đối với các khán giả và đối với mọi người. Nhưng mà lại nói về cái thời điểm, cái thời thế, bởi vì là anh xuất hiện trong một cái thời điểm mà cung và cầu gặp nhau, và như thị trường lúc này thì cần nghe một cái giọng hát trữ tình, tự sự, và anh thì có được cái chất ấm áp, cái việc thể hiện nội tâm và cả cái sự chất chiêu của một cái chàng thanh niên tỉnh lẻ trong con người của mình, thì không biết là anh có nghĩ rằng là đó là một cái duyên mai toàn vẹn để mà góp phần cho mình có được cái tên tuổi Quang Dũng với âm nhạc hay không? Có lẽ là bằng một cái cách mà ngay từ ban đầu mình tạo dựng, giống như anh Khoa nói vừa rồi, từ những hình ảnh về một người hát tình ca, cũng như chọn bài hát tình ca phù hợp với cái tinh thần lúc đó. Mà cái điều thứ hai mà Dũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn, cách tốt nhất là mình nên phát huy những cái gì mà mình cảm thấy là thế mạnh của mình. Thì đó là cái cách mà để cho mình đi đến cái đặc điểm mà mình mong muốn. Bởi vì không có cái điều gì mà vững vàng và tự tin bằng cái sở trường của mình, bằng cái thế mạnh của mình. Với những cái suy nghĩ và những cái quan niệm đó, cả trong cuộc sống, trong tính cách và cả trong công việc, thì không biết là có phải chính vì vậy cho nên là gần đây nhất thì anh đã quyết định làm Tôi, một cái sản phẩm âm nhạc rất mới mà các khán giả cũng có dịp nghe gần đây. CD lần này Quang Dũng chọn chủ đề Tôi như là một cái sự kết thúc cho một chuỗi CD một chữ. Từ những CD đầu tiên như là Nguyệt, Ta, Chuyện, Em Yêu Khi, và lần này thì Quang Dũng chọn chủ đề Tôi. Những bài hát trong CD chủ đề này có một phần nào đó dành cho riêng mình. Chính vì điều đó mà Quang Dũng chọn chủ đề Tôi.
và chọn cho riêng mình ở đây là chọn về cái cảm xúc của mình, cảm xúc hiện tại của mình, để mình trình bày, mình muốn gửi gắm cái cảm xúc của mình đến với khán giả. Châu thấp đỏ khi chiến tranh về. Có gió buồn nghe tiếng nổ, em bé loan lộ khóc tuổi thơ đi. Người đã công việc rời xa đường phố, người già có gió buồn trong mắt đỏ, người già có gió nhìn qua phố chờ khi chiến tranh về đốt lửa quê. Người già có gió, em bé loan lộ, từng hạt cơm khô trong miếng hưng hờ, sườn đồi quê hương dấu vết bom qua. Từng bàn tay thô lấp kín môi cười, từng cuộn giấy gói xé nát xa người, đàn về đêm đêm đốt cháy tương lai. Ghế đã công viên rời xa đường phố, từng hàng cây nghiêng chìm trong tiếng nổ, từng bàn chân quen chạy ra phố chờ, em bé loan lộ giấc ngủ không yên. Ghế đã công viên rời xa đường phố, người già hò hét ngồi im tiếng thở. Từng vùng đêm đen, hoa châu thấp đỏ, em bé loan lộ suốt đời lang thang. Có nhiều ý kiến cho rằng tôi là trẻ trung nhất, là đúng với con người của anh nhất. Dường như ở đó không có một cái sự cố gắng sắp xếp và ý tưởng gì cả. Và cái tên gọi tôi đó đẹp như đúng một cái điều mà một cái sản phẩm âm nhạc cần và đòi hỏi đủ cái tiêu chuẩn để có thể giới thiệu đến với các khán giả. Quang Dũng muốn giới thiệu đến khán giả với những bài hát trong chủ đề bằng tính chất rất là tự nhiên. Bởi vì với đời sống, với những sự vội vã của cuộc sống, với những sự bon chen, những sự một ngày mình mất quá nhiều thời gian cho cái cuộc sống của mình, thì mình mới cảm nhận được một điều, tất những gì mà đến với mình với tính cách rất là tự nhiên thì sẽ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình làm thấy mình cảm thấy là đưa mình đến một cái gì đó nó không có nặng nề nữa. Thành ra những bài hát cách hòa âm về những hình ảnh nó rất là gần và nó rất là tự nhiên. Hầu như mọi người đều thắc mắc về cái việc mà anh chọn chỉ một chữ cho các album và các sản phẩm âm nhạc của mình mà thôi. Thì không biết là có một cái lý do gì khác hay không?
Đó là một cái cách mà Quang Dũng muốn mọi người nhớ đến những cái chuỗi CD của mình. Khi mà nói đến những CD mà mang chủ đề một chữ thì có lẽ mọi người khán giả sẽ nhớ đến Quang Dũng. Mỗi chủ đề mà Quang Dũng chọn đều phải nói lên một sự xuyên suốt. Yeah. Những bài hát phải nói về cái chủ đề mà mình chọn. Yeah. Cũng như là cách hòa âm và cái sự xuyên suốt của người hòa âm và những bài hát nó phải có sự gắn kết với nhau. Yeah. Để mình nói lên cái chủ đề mà mình mong muốn. Vẫn biết là anh đã lựa chọn với cái dòng nhạc tình ca từ những cái tình khúc rất là nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, của Phú Quang, của các nhạc sĩ tên tuổi khác và cả những nhạc sĩ có tên tuổi rất là lớn trong dòng nhạc tiền chiến, dòng nhạc xưa. Nhưng mà một lúc nào đó, nếu mà những cái ca khúc mà mình yêu thích và cảm thấy là phù hợp để thể hiện cho cái chất giọng của mình cạn kiệt, thì anh có bao giờ nghĩ đến điều này hay không? Quang Dũng nghĩ là với âm nhạc thì là một sự bao la. Yeah. Nhiều khi cả một cái cuộc đời đi hát của mình cũng chưa hát hết những tình ca của Việt Nam nữa. Nhưng mình nói là nói như vậy, cũng cần có những ca khúc mới. Yeah. Cũng cần có những thay đổi để mà những khán giả cảm thấy cái sự cầu tiến của mình, cảm thấy cái sự mình luôn luôn học hỏi, mình luôn luôn tìm tòi những cái mới để trong mắt của khán giả mình không có bị cũ. Yeah. Và chính vì điều đó mà có lẽ là sự song song, có lẽ là hát những bài hát tình ca, và trên con đường đó mình luôn luôn tìm kiếm những ca khúc mới, tìm kiếm những những người nhạc sĩ mới. Yeah. Để mà cái con đường đi hát của mình được phong phú hơn. Với lần này anh hài lòng về sản phẩm với cái tên anh ta đặt là Tôi chứ? Quang Dũng rất là hài lòng với sản phẩm này, bởi vì đã có được một cái sự cộng tác của những người nhạc sĩ cũng như người hòa âm mà phải mất một thời gian rất là dài như vậy. Ngoài nhạc sĩ Hoài Sa thì có nhạc sĩ Vĩnh Tâm. Yeah. Nhạc sĩ Anh Khoa, mỗi người đóng góp một ít trong cái chương trình này về âm nhạc, về hình ảnh cũng như là về cái thẩm mỹ của một cái cuốn CD, thì Quang Dũng cảm thấy là nó có được nhiều cái tình cảm như vậy và được cái sự chuẩn bị lâu dài như vậy, thì đây là một sản phẩm mà Quang Dũng rất là hài lòng. Cho người bận
lòng gì buồn vui với những ghen tuông, kỷ niệm nào chẳng mang bóng dáng yêu thương. Giận hơn rồi để thêm nỗi nhớ thương nhau, ngày tháng qua mau hãy sống thứ tha hơi. Trách nếu anh đã đôi khi ngẩn ngơ, đừng đánh mất anh trong cuộc đời. Tình yêu giờ đây dành hết cho người. Bận lòng gì buồn vui với những ghen tuông, kỷ niệm nào chẳng mang bóng dáng yêu thương. Giận hơn rồi để thêm nỗi nhớ thương nhau, ngày tháng qua mau hãy sống thứ tha hơi người, vì trái tim anh giờ đã hiến dâng cho người. Cha đơn cha đơn cha, cha đơn cha đơn cha, cha đơn cha đơn cha, cha đơn cha đơn cha cha. Cách đây không lâu thì anh có tham gia một bộ phim điện ảnh. Các khán giả vẫn còn nhớ đó chính là Những Chiếc Lá Thời Gian cùng với diễn viên điện ảnh Việt Trinh. Thì nhắc đến những kỷ niệm lúc đó khi mà lần đầu tiên tham gia phim ảnh thì như thế nào ạ? Những Chiếc Lá Thời Gian là bộ phim thứ hai. Bộ phim đầu tiên cùng với đạo diễn Lê Hoàng. Đó là bộ phim Lọ Lem Hè Phố. Sau bộ phim Lọ Lem Hè Phố thì Quang Dũng cùng với đạo diễn Lê Cung Bắc thực hiện là Những Chiếc Lá Thời Gian. Mỗi khi mà đóng phim cùng với những người đẹp thì có nhiều kỷ niệm không anh ạ? Đi quay phim là có quá là nhiều những kỷ niệm. Kỷ niệm về những người trong ekip, những người bạn diễn của mình, kỷ niệm về những lần đi quay xa, đó là những kỷ niệm mà rất là vui. Và mình đôi khi nhiều khi mình nghĩ không biết sau này mình không có quay phim, mình không còn quay phim nữa thì những cái cảnh đó nó có đến với mình nữa hay không. Mặc dù là cực, ai cũng cảm thấy rất là mệt, nắng nóng rồi, nhưng mà cuối cùng thì ngồi lại nhiều khi xong một cái ngày quay phim để mà tối ngồi uống cà phê là vẫn cảm thấy, mọi người cảm thấy rất là vui, bởi vì đó là những cái kỷ niệm mà nó gần gũi với cái đời sống của mình. Và nói đến điện ảnh, nói đến phim ảnh để mà có thể chia sẻ với các khán giả về những thông tin mới nhất của anh, và không biết là đến thời điểm này khi mà chúng ta ngồi trò chuyện với nhau thì có được phép nói về thông tin của bộ phim Trong Một Tình Yêu không ạ? Trong Một Tình Yêu là một bộ phim mà sắp sửa tới đây sẽ được công chiếu. Với bộ phim này thì Quang Dũng cùng với Mỹ Tâm, cùng với Tuấn Hưng, coi như là cuộc tình tay ba đó. Cùng với rất là nhiều những diễn viên khác. Nhưng mà đây là một bộ phim mà nó có tính chất mới hơn. Cái mới ở đây là bộ phim hầu như là những cái tình huống gọi là gây cấn, hay là những tình huống lãng mạn, hay là những cái mà đau thương được chuyển tải bằng lời hát, bằng bài hát hết. Như là trong phim ít có dùng lời thoại, mà những cái lời thoại là mượn cái bài hát để nói lên cái tình cảm, nói lên cái sự chia sẻ của mình, hay là mình nói lên cái sự đau buồn nào đó. Thì đó là cái cách rất là mới về cái bộ phim truyền hình như vậy. Thế thì với một cái bộ phim truyền hình mà lại đi theo cái concept như anh vừa nói như vậy á, thì nếu mà với điện ảnh thì cái thể loại nhạc kịch chúng ta vẫn biết là rất là quen, hay là nhạc phim rất là quen thuộc, nhưng mà một cái mô hình như vậy mà đưa vào cho những cái series phim truyền hình thì anh nghĩ là khán giả truyền hình, những cái người mà ngồi ở nhà xem phim á, họ có dễ đón nhận được hay không? Quang Dũng nghĩ rất là dễ đón nhận, và thứ hai nữa là có rất là dễ có được cái sự đồng cảm. Bởi vì
trong một một cái hoàn cảnh nào đó về về nhân vật của hai người này, cuộc chia tay của hai người này, đôi khi là giằng co với nhau về những lời thoại, những lời trách móc như thông thường để mình xem phim. Còn ở đây thì đôi khi vẫn là nước mắt, đôi khi vẫn là sự nghẹn ngào, nhưng mà bằng cái lời hát, bằng cái lời nói, bằng cái cách biểu cảm của mình khi mình muốn nói cái điều gì đó cho cái con người của mình, cũng như mình muốn nói cái sự chia sẻ nào đó với cái người yêu của mình, thì đó là một con dụng, nghĩa là nó tạo thêm nhiều cái sự đồng cảm. Nó đây là bộ phim dài gần 35 tập. Wow. Thì thành ra là nó rất là cực cho vừa bình thường vừa quay phim, vừa nhớ lời thoại phim, vừa nhớ những cái cách diễn của mình, mà phải vừa hát nữa. Nếu ở Sài Gòn trong 3 năm, anh không thể kiếm đủ 300 triệu theo yêu cầu của ba em. Còn sang Mỹ, anh hy vọng sẽ kiếm được số tiền đó một cách dễ dàng. Mọi sự đến với anh quá bất ngờ, như có bàn tay của số mệnh sắp đặt cho chúng mình. Cho tới sáng nay, khi có vé máy bay rồi mà anh cứ sợ mình nằm mơ. Qua đó, trốn đô hội giàu sang, gặp nhiều cô xinh đẹp, anh có quên em không? 3 năm là bao nhiêu ngày hả em? 1 năm, 12 tháng. 1 tháng, 30 ngày. 36 tháng nhân cho 30 ngày bằng 1080 ngày đó. Thủy à, em có nghĩ như vậy là quá lâu không? Anh chỉ sợ... Em sẽ chờ. Em sẽ chờ anh quay về. Anh Nguyễn, anh làm gì vậy? Thủy cứ cầm đi, rồi em sẽ biết. Và cũng đã có lần thấy anh có dịp đến với nhà hát thành phố và dự cái buổi lễ tổng kết cuối năm học của con trai mình. Và lúc đó thì không phải là với tư cách là một ca sĩ Quang Dũng, và là một người bố đến để động viên con mình. Đó là một cái buổi văn nghệ của trường. Dạ. Cũng giống như là cái giây phút mà làm cho Quang Dũng cảm thấy nó xúc động và... cảm thấy trong cái cuộc đời của mình nó chỉ có cái giây phút đó thôi. Yeah. Đó là sau khi cái chương trình live show Ngày Nữa Để Yêu Thương ở Quy Nhơn. Yeah. Thì cái kết thúc của chương trình thì không ngờ là Bảo Nam lại ôm một cái bó hoa coi như là gần bằng con người của mình để ra sân khấu tặng cho bố. Và đi rất là khập khiễng mà không ngờ kia đang đứng để mà nói lời chào đến khán giả. Yeah. Thì quay vô thấy đứng, vừa nhìn xuống thì thấy là Bảo Nam đứng kế bên mà đưa cái bó hoa như vậy. Yeah. Thì đó là một cái giây phút mà yêu quý vô cùng. Và sau đó thì đến vừa rồi là kết thúc năm học của Bảo Nam thì trường tổ chức văn nghệ cho tất cả những học sinh trong trường. Yeah. là biểu diễn một cái ca khúc, cũng không phải biểu diễn nhưng mà làm những cái động tác về như là đều nhau hết. Nhưng mà mình mới thấy được là khi mà ngồi và hình dung mới thấy được là cái hình ảnh của Bảo Nam trên sân khấu, đứng sân khấu, thấy được ánh đèn của sân khấu, thấy nó rất là vui. Và khi mà thấy anh đến và dự trong cái buổi lễ tổng kết của cháu như vậy á, cái điều đầu tiên của mọi người ngạc nhiên là ồ, sao mà cháu lớn nhanh vậy? Trước đây vài năm rồi lại nghe anh có gia đình, anh bắt đầu có con, rồi cháu đến trường đi học nữa. Thì quả thật nhìn một cái khoảng thời gian đi qua, dù với mình có những cái biến đổi thăng trầm, nhưng với cháu thì một cái khoảng lớn và phát triển nhanh như vậy thì anh thấy như thế nào về cái góc độ của một người cha, một người làm bố? Cũng không biết điều gì để mà chia sẻ. Chỉ cảm nhận một điều là có sự thay đổi rất là lớn với con người của mình, với tính chất của mình khi
mình lên được làm cha. Yeah. Và mình cảm thấy những cái điều mình làm, những cái gì mà mình ôm ấp đều dành cho Bảo Nam. Dạ. Coi như là một động lực cho mình. Và trên những cái cơ sở mà cháu hiếu động nè, rồi cháu đi học, cháu hòa đồng với mọi người và có những cái buổi sinh hoạt vui như vậy nữa, thì anh tôn trọng về cái sự phát triển của cháu nếu mà cháu có cả một cái thiên hướng là đi về âm nhạc như là như anh chứ. Thật sự cũng chưa có một cái tính chất rõ ràng. Dạ. Để mà theo một cách một cái âm nhạc hay là theo một cái ngành nghề nào đó, trên tinh thần là tự nhiên, cũng giống như là Jennifer cũng đồng quan điểm với Dũng, để mọi sự nó rất là tự nhiên, cũng như là bởi vì còn quá nhỏ. Dạ. Cho nên là cứ để mọi việc giống như những em bé đồng tuổi với Bảo Nam, khi đến trường học vẽ rồi giờ ăn rồi chơi, nên rất là thoải mái như vậy, rất là năng động như vậy. Dạ. Cho nên là cái điều quan trọng nghĩa là làm sao mà ăn nhiều, ngủ nhiều, rồi biết nhiều thứ, biết nói hay là này nọ. Dạ. Thế là cái đó là cái quan trọng nhé. Dạ. Và cái thưa tất cả quý vị khán giả, đó là những gì gần gũi và bình dị nhất của mỗi người nghệ sĩ sau những ồn ào, những vội vã của cuộc sống, và nhất là với cái nóng của ánh đèn trên sân khấu nữa, thì người nghệ sĩ bao giờ cũng muốn mình bảo vệ và ôm ấp trọn vẹn với cuộc sống hạnh phúc gia đình của mình hết. Với cái tên gọi mà Quang Dũng đã lựa chọn để mang đến quê hương Quy Nhơn của mình cho live show trong năm nay, Ngày Nữa Để Yêu Thương, chắc chắn rằng là anh luôn muốn sống để yêu thương với các khán giả, với những gì mà mình đã nhận, đã có được như ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn Quang Dũng rất nhiều vì lại hội ngộ và lại trò chuyện cùng với các khán giả trong chương trình Chat Với Sao, và chúc anh luôn vui, và chắc chắn rằng là anh sẽ có nhiều điều mới nữa, không chỉ là tôi, dành cho các khán giả, dành cho bản thân anh và dành cho cả những người yêu thương anh và ủng hộ anh từ trước đến giờ nữa. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Qua đây Quang Dũng xin được gửi lời cảm ơn đến chương trình, cảm ơn anh Khoa đã dành cho Quang Dũng những giây phút được trò chuyện, chia sẻ cùng với các khán giả, và xin được gửi lời cầu chúc để tất cả mọi người nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, cũng như để mỗi sớm mai thức dậy có được Ngày Nữa Để Yêu Thương. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt. Quay lưng đi, tôi mới biết là mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời, đêm hôm qua tình con đây như hư hoa mùa xuân, rồi tan tác như sương giăng chiều đông, vòng tay lãng quên cơn đau trao rơi. Tại sao đời không có nhau, tình phai ơi tình tan úa màu, từng bao chiều trong tai tê dạ rời hoàng phế. Đổi thay từ giây phút nào, ngẩn ngơ cõi lòng tôi thét gào, niềm đau dài hơn nỗi vui bao ngày cho nhau. Cho hôm nay và mãi mãi là vết thương sau cùng. Tôi chơi vơi trong sâu tôi, tình ơi đã lạnh lùng. Khi con tim còn che giấu vết xưa niềm đau, còn thương nhớ trong mênh mông chìm sâu, còn hiu hắt đời ta không còn nhau.